Bà sư đây này tặng ọc này thì này nhóm trong bằng hai nhà tôn tình năng ca khúc 3D đòi pra cầm thi chmô tha Fusion by the Hawk hai xe mẹp nè đà ở đây chế khúc sắc có ai riêng cho mùi nhóm bán hai tệ tôn năng cầm thi ni phong đá nhóm xong bà chạy anh tích cư nhóm bàn riêng pra với nó dạ bê mùi chấn ở dừng ở toàn tha dừng chi professional là năng ấy chẳng tha ai phở bàn chẳng mà ai khúc 3D bàn hay software này nè các anh ai download bán chương nhóm đang đặt link ở trong description ai cho tự download tới hay đầm bay từ tour bán cam thì những gì thời miền license chẳng license ấy cứ hay mới tiếp cái dân thời miền internet trong cả prà chương dân từ prà nào ná có rút hiệp để dân tập khu hỏi cái nơi ta miền này lấy dân chập đà mà lấy dân chập đà vì mê riêng thì mỗi địa tôn từ đằng cả khu ở trên từ chia 3D chúng cứu dân cứu thông mà đà chúng chỉ tập bộ nó pe để dưỡng bạc máu vì đang tranh ai mà chẳng ngày chúng dân bạc vô cái này bị thè này cái này lúc này vô nhiều design rồi có chơi control ấn và to mà tiếp pe để vì tranh chắc dân thử bạc cái hai thằng skate chúng skate nó như ai chơi bàn ở cái này này cái đã thà create skate chúng create skate dân sẽ lại level máu to mà tiếp dân chơi dân mơ thà dân chọn cứu nó là top front rồi có right face down below chẳng nhầm do cục below chẳng như click lại below và toàn mà tiết bây giờ click hỏi cái ao sketch dừng cứ miền line miền rectangle vì miền bông chẳng vì miền cái này cái hai fit point span line hay miền mirror chẳng mirror dừng phở bây giờ dừng cục hỏi trên thời gian rút khắc cái dừng mirror dừng anh 300 cục mà đón tiết hay cái là sketch dimension cứ dừng ảnh vô bì cho nó mùi tôi dùng nó mùi đăng thao vì bà vài màn hay để tôi đang thu thường ổn ní cứ dừng miên trởn tiết đại kì bật chứ mình xin thì dừng chọn bán dừng ảnh sẽ đặt lên lại nào mùi hay dò lại cho nó bày ní cái đó pin thu thôn bà chứ bây giờ dừng pin thu thôn bà vì đang tranh nơi chuột ngờ lời này ai càng là trởn chứ xa mẹp thu là để dừng kết 200 bạch dừng ở xa phá ai đã bì ai tên lời thu bà từ hay chẳng lấy nhầm sạc cụ muối cứ ủi thì ho từ lời ủi thì ho tha chuyên cục vòng muối chẳng như chơi rụng vòng này máu đấy như chơi cái đà là mùi máu chẳng bị đạ thấy cứ chuyên cặp chật chẳng ủi thì ho tha vòng nó cứ miền cặp chật xa ở bay tắc chẳng bay tắc xàm sập bay tắc cho lắm ở những trang đặt thật thầm bay xong thì máy đấy chẳng vô xàm sắp để khả năng cất chi mm chẳng xàm sắp và tỏ mà tiết nhóm trang này về tài chỉ sử đi rụ nâng cặp bù ủi tự hoa tha cặp bù hạ sắp mm chẳng ủi tự hoa tha cặp bù pram xong thì máy chẳng và tỏ bì dương bàn hụt dương cục sketch chẳng môi hói dương cho cái lệnh biệt tha finish sketch và tập đi finish sketch hai tầm bảy tới chỉ sử đi dừng hoàn là chơi cái lại extrude này máu chơi extrude ban này thay vì vô rút bộ phận nắng lang từ lời rồi mòn từ khổ mới có từ trên tầm bảy tới chỉ sử đi bán là lấy cái dừng chơi mùi hai dừng chơi extrude vì ai vay tầm lại lên chẳng nhưng trong ban có pu vì pram sau thì mệt chẳng mà đang 20 mm chứ như con là vay 20 máu khả năng nó cất chi mm hai dừng ai chơi mờ lại ní tầm bảy mờ sử đi thọ mà tiết vô free orbit ok chẳng nghi sửu màn tên sử mẹp ca bà cao 3D nên là Fusion cứ dừng ai phơi dần nghi ui ta ho thay dương chân cho hỏi vì bà hồng chẳng cho select lại cái này đi háo dương cho để xa nít bà cao sketch thầm mây hai chẳng dương finition là ủi tiêu hoa bà tập bây giờ cục 3D hồi tới dân chọn ai vì tờ bà hào chứ sẽ lại lợi rụng năng máy cho bà hào lại nắng hồi dô biệt tha create sketch thamay mình tiết nên lợi năng hồi dân dô rụng bà hào này mối em chọn bàn bà hào mà huy á bày mì lì chẳng bày mì lì dân đạm bày dân máu hồi bà tập mà tiết em chọn ai vì chọn tờ bà hào chẳng như còn chạy finish sketch hầu dương do bị extrude hầu dương sẽ là ti tăng để dương chọn extrude chẳng extrude cứ vì tài lạng sát và năng thời bà hào mà được nghĩa chẳng ở tờ hò thà bà hào nắng
ប្រវែងរបស់យើងមិញហ្នឹងវា10 10 5 cm អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់10 cm ដើម្បីឲ្យវាធ្លុះទៅក្រោយផុតអញ្ចឹងលើយសាប៉ិនហិតមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចអត់បានដាក់មើលផ្ដោវាទេវាឡើងមកវិញព្រោះឲ្យស្ទ្រូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចចុច Ctrl Z សិនហើយម្ដងទៀតចុចប្រវល់វាមើលសិនហើយកន្លែងនេះបើសិនជាជាប់អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង scroll របស់យើង scroll មកវាផ្ដាច់ហើយចាំយក extrude ម្ដងទៀតហើយ select ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាដាក់សញ្ញាភួយមកណេះបានន័យថា extrude មកខាងណេះមកខាងមុខហើយបើសិនជាយើងវាយសញ្ញាដកវានឹងថយក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍10អញ្ចឹង10 mm អត់ដល់ទេមាញ់5 cm ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកតាក់មិនទៅ100 mm អញ្ចឹងវាធ្លុះដល់ក្រោយផុតអញ្ចឹង OK មកឬក៏ enterជាងយើងបានប្រហោងឯរបស់ហ្នឹងប្រហោងកដាលចឹងទៅចាំបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ថាចង់យកវាទៅជា file សម្រាប់ print ចឹងដើម្បីយកទៅ file សម្រាប់ print បានគឺយើងត្រូវ save វាសិនចឹងយើងចុច save ហើយកន្លែង save នេះផងដែរគឺយើង save ទៅលើ internet មានន័យថាយើង save ទៅលើ account របស់យើងចឹងយើង log in account នៅក្នុង software នេះយកប្រើ internetគេលហរហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា C1/1 អញ្ចឹងយើង save មក save ទៅកាន់ admin project បន្ទាប់ពី save ហើយគឺវាចាញ់ចេះហើយគឺឡើងឲ្យយើង save ទៀតហើយព្រោះយើងអត់ update ហើយយើងចង់បាន file ហ្នឹងទៅជា file STL ដើម្បីយកទៅ print អញ្ចឹងដើម្បីបានទៅយកទៅ print យើង select ឡើងខាងនេះតបមកយើងយកពាក្យថា save as STL តបពី save as STL យើងយក OK OK ហើយយើងឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំ save ទៅ desktop C11V1 STL file យើង save តបពី save ហើយវានឹងចេញទៅកាន់ desktop ឥឡូវយើងទៅមើលលើ desktop នេះរូបមិញគឺ C11V1 ឥឡូវយើង view 3D មើលចាំវាផង loading អូខេចេញមកនេះចឹងនេះគឺជារូបដែលយើងបានគូសមិញនៅក្នុង fusion អញ្ចឹងងាយសម្រាប់ការគូស fusion គឺងាយមែនតើហើយសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចេញពីរបៀបគូសផ្សេងទៀតដែលយើងកាន់ថាឲ្យដឹងថាតើ tool ណាគឺប្រើឲ្យគេហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតន្ត្រីនឹងការបង្កើត sketch ហើយជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យវាទៅជា 3D ហើយសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតន្ត្រីនឹងការគូសឲ្យចេញជា line ដូចដែលខ្ញុំដាក់នេះអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញតទៅនឹងការគូសឲ្យចេញជាបែបនេះអញ្ចឹងចេញជាបែបនេះគឺមានប្រហោងខាងក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាកោងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនឹងការគូសបែបនេះសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាជួយខន្តីអភ័យទោសហើយបើសិនជាមានមតិយោបល់ផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជួយ line ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយជួបគ្នាដល់ឱកាសក្រោយបាយបាយ